Tôi tên là Nguyễn Ngọc Thành, tôi sinh năm 1958 ở Huế. Bố mẹ tôi thì là người miền Bắc di cư vào Nam, nhưng mà tôi thì được sinh ra ở Huế. Nhưng mà đến khi khoảng độ 4 5 tuổi thì gia đình chúng tôi chuyển vào Sài Gòn và sống ở Sài Gòn cho đến khi tôi rời Việt Nam. Và gia đình chúng tôi thì ông bố tôi, ông là một người quân nhân trong quân đội. Còn mẹ tôi thì có một cái sạp và bán vải ở chợ Tân Định, ở Sài Gòn. Thì nói chung nếu mình có thể so sánh thì nó cũng thuộc cái gọi trung lưu, nhưng mà trung lưu mà ở cái bậc cũng hơi thấp ở dưới, nói chung là đủ ăn. Chúng tôi bố mẹ tôi có tất cả là 9 người con. Thì cuộc sống thì tương đối là tạm ổn, chứ không không nói là giàu có mà cũng không nói là nghèo. Và thì trong bốn trong chín người con thì tôi là người đứng thứ thứ ba trong gia đình. Tôi có một người anh, người chị và tôi, rồi sau đó là 6 đứa em. Úi chà, sau năm 1975 cuộc sống gia đình chúng tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Thứ nhất là bố tôi là một sĩ quan trong quân đội thì bị đi cải tạo. Mẹ tôi thì tuy chỉ có một cái sạp vải ở chợ thôi, cũng không phải là triệu phú tỷ phú gì, nhưng mà cũng được bị liệt vào cái thành phần gọi là tư sản mại bản, và họ tịch thu hết tất cả, rồi họ đến tận nhà để họ kiểm kê những cái gì có trong nhà. Trong đó là mục đích tôi nghĩ là họ đi tìm xem có dấu hàng hóa vải vóc ở nhà hay không. Thì sau đó là coi như là ở địa phương họ liên tục, khi bố tôi đang ở trong trại cải tạo rồi thì ở địa phương họ liên tục họ đến, họ yêu cầu gia đình phải đi kinh tế mới. Thì anh em chúng tôi lúc đó, cá nhân tôi lúc đó thì chỉ có năm 75 chỉ mới có 17 tuổi thôi, còn sắp sửa học xong lớp hết lớp 11. Thì sau đó thì tôi học tiếp đến năm 76 thì là học xong trung học. Thì gia đình tôi lúc đó lại lại phải nghĩ đến một cái cách, và vì mẹ tôi đã sống ở miền Bắc và đã hiểu vấn đề, thành ra mẹ tôi nói rằng là dù gì đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng mà bám ở Sài Gòn, bởi vì nhà mình hồi nào giờ không có ở quê, không có làm việc nặng nhọc, thành ra cái việc mà đi về vùng kinh tế mới là một cái việc mà gia đình sẽ rất là khốn khổ. Vì thế cho nên là anh tôi rồi chính cá nhân bản thân chúng tôi cũng đều và tham gia, thí dụ như là đi thanh niên xung phong, đi làm những cái việc để mà có thể nói rằng là ô chung gia đình chúng tôi cũng có tham gia, nhưng mà ở cái mức độ như thế này chúng tôi không không thể đi kinh tế mới được. Thì nhưng mà thực sự mà nói là cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi năm 76 khi tốt nghiệp phổ thông xong thì thi vào đại học, thì tôi biết chắc 100% là sẽ không 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 được vào một cái trường đại học nào tất cả, vì lúc đó là học tài nhưng mà thi lý lịch, thì ai cũng hiểu vấn đề là như vậy. Nhưng mà mình cũng vẫn cứ thi. Tôi thi vào trường nông lâm súc ở Thủ Đức, đại học nông nông lâm súc, nhưng mà cũng không không xong. Thì sau sau khi đó thì anh tôi là vào thanh niên xung phong, em tôi cũng vào thanh niên xung phong, còn cá nhân tôi thì đi làm ở một cái nông trường, họ gọi là nông trường Duyên Hải, tức là cái huyện Cần Giờ bây giờ, thì lúc đó họ đổi thành là huyện Duyên Hải. Thì ra ngoài đó là vùng nước lợ nước mặn, thành ra chúng tôi chỉ có trồng cói, trồng cây cói để mà giật chiếu, nhưng mà thực sự là chỉ có sống ở ngoài đó mấy năm trời, nghĩa là suốt ngày sình bùn. Và thì nói tóm lại là tương lai không có gì, tôi nhìn thấy tương lai tôi không có gì. Cái thứ hai nữa đó là cuộc sống rất là khổ. Ở ngoài Cần Giờ, ngoài ngoài vùng Duyên Hải đó thì nước nôi phải chở từ trong nhà bè chở ra, rồi ăn uống thì rất là kham khổ thời gian đó. Gạo thì hầu như là ít có, mà chỉ có mì rồi có cái hột bò bo vân vân.
Nhưng mà hàng ngày đều phải cứ đứng, nghĩa là ngâm dưới sình để mà đào kinh, rồi đắp những con đê ngăn nước, rồi đi ra đồng ra ruộng. Một người học sinh hồi nào giờ chưa biết chân lấm tay bùn là cái gì, chưa biết lội sình lội bùn là cái gì, mà bây giờ đều phải cắm mặt xuống đó để mà làm. Và thì đó, trước trước khi tôi đi vượt biên thì cuộc sống nó vất vả đến như thế. Nhưng mà mình cũng cố gắng để mà mình biết rằng là gia đình mình là thuộc cái thành phần có lý lịch không được tốt, thành ra mình phải cố gắng để làm gì, để ít nhất đi làm như thế thì cá nhân tôi là mỗi một tháng được được họ được bán cho 13 kg gạo và có một ít đường bột ngọt gì đó vân vân, nửa ký thịt, thì đó là cũng là một cái để mà giúp đỡ cho gia đình mình. Tôi đều tất cả mọi thứ tôi đều gom góp để dành để mà tôi đưa về cho gia đình mình sống. Nhưng mà nhìn lại thì không có tương lai. Thế nhưng vì cái lý lịch của mình quá quá nặng nề, thành ra sự là tôi đi làm từ năm 76 sau khi tốt nghiệp phổ thông xong, thi đại học không được. Rồi đi làm cực khổ đến như thế, nhưng mà đến năm 81, tức là 5 năm sau, tôi cá nhân tôi cũng chỉ có được gọi là ký hợp đồng lao động chứ không được vào hẳn chính ngạch, nhưng mà họ gọi là vào biên chế. Thế thì lương thì vẫn cứ nghĩa là cái lương tối thiểu hợp đồng lao động. Thì cuối cùng là họ nói rằng bây giờ mày có đi làm nữa mày cũng không thể nào vào trong cái ngạch chính thức được, thành ra thôi mày nghỉ đi. Đó là năm 81, 5 năm sau khi mà tôi đi làm như thế. Thế thì tôi về thì tôi cũng đi xin việc này việc nọ lung tung cả, mà không được việc. Thành ra cái thời gian ngay thời gian trước một năm trời trước khi tôi rời Việt Nam đi đi vượt biên đó, thì tôi chỉ có ở nhà giúp cho mấy đứa em. Tụi nó đi bươn chải buôn bán ở ngoài chợ chẳng hạn, thì mình ở nhà nấu cơm nấu nước rồi hàng ngày mang cơm nước ra cho tụi nó vân vân. Nói chung là mình trở thành tự nhiên mình trở thành nội trợ. Mà một người thanh niên 24 25 tuổi mà như thế thì cuộc đời nó chán quá. Và tôi nghĩ rằng là tôi có ở Việt Nam nữa tôi cũng không có tương lai. Thành ra khi có cơ hội thì tôi đi vượt biển. Và cái trường hợp mà tôi đi vượt biên đó, nó cũng rất là hy hữu, mà câu chuyện kể thì tôi xin tóm tắt là như thế này, là người dì của tôi, tức là em của mẹ tôi, và gia đình bà thì có cái điều kiện hơn. Gia đình chúng tôi thì thực sự mà nói không có cái khả năng để mà cho tôi đi vượt biên. Thì gia đình dì tôi lại có một cái nguồn là có giành được hai hai chỗ trên cái ghe mà họ họ sắp sửa đi. Thì dự định của bà dì tôi là sẽ cho hai đứa con của mình đi, hai đứa con trai, là một đứa lớn và đứa thứ hai. Thế nhưng đến giờ chót thì dì tôi bỗng cảm như là sợ hay sao đó, thì bảo thôi cho cái thằng lớn đi thôi, còn cái thằng thứ hai giữ lại. Thì lúc đó thì vé mình đặt là đã là hai chỗ rồi, thì dì tôi mới xuống nhà nói rằng là thôi, cháu đi với em. Em họ em bạn gì đấy, cháu đi với em. Chứ bây giờ dì có ba đứa con, mà bây giờ hai đứa đi rồi mới là lỡ mà có chuyện gì thì khổ lắm. Thế thì lúc đó tôi ở nhà thôi, tôi chả đi làm đâu cả, chả có công ăn việc làm, chẳng có gì hết. Thì tôi mới suy nghĩ, tôi nói bây giờ nhà cháu không có tiền, thế thì làm sao mà đi? Thì dì tôi có nói rằng là dì tôi có điều đình là chỉ khi nào tàu đi đến đảo, đánh điện tín về Việt Nam và đánh điện tín sang Hoa Kỳ, thì lúc đó có anh tôi đã sống ở đây được 2-3 năm rồi, cũng đi vượt biên trước đó, thì lúc đó sẽ chuyển tiền. Vậy thì tôi nói thôi bây giờ đằng nào mình cũng ở đây mình cũng không làm được cái gì cả, mà mình đi thì mình còn có thể là 50-50. Một là có tương lai, hai là thôi sống ở Việt Nam cũng giống như chết rồi thời điểm đó. Thì thôi
Thế là tôi quyết định là tôi đi. Thì lúc mà họ đứa em nó xuống, nó nói anh Thành ơi, tới giờ rồi đi. À, thì lúc đó khoảng độ trưa, buổi trưa gia đình ở nhà đang ngồi ăn cơm trưa, thì mấy đứa em tôi, hôm đó lại là ngày chủ nhật, mấy đứa em tôi nó nhìn tôi, nó nói thôi anh đừng có đi, anh là lớn nhất ở nhà, vì ông anh cả tôi thì đã ở bên Mỹ rồi. À, anh đi bây giờ, ở nhà tụi em ai mà đứng ra mà bảo bọc. Thì tôi trong lòng cũng rất là xúc động, vì tôi nghĩ rằng là bây giờ mình đi, em mình nó còn nhỏ, mà mình nghĩ là bây giờ đương nhiên dù mình không phải là cả, nhưng mà mình coi như mình làm lớn nhất ở nhà rồi. À, mẹ tôi lúc đó thì mất rồi, bố tôi thì đi cải tạo về, thì coi cũng là như là lúc đó đã về rồi, thì cũng không có làm được cái gì cả. À, thì một mình bươn chải. Thế nhưng mà tôi cuối cùng tôi nghĩ thôi, anh sẽ đi. Một là có tương lai, hai là thôi, cũng như không, có cũng như không. Đấy. Thế thì tôi mới nói, thôi tôi dứt áo tôi nói tôi đi. Thế là tôi lên xe, tôi thằng em tôi nó chở tôi đến cái nhà, họ hẹn đến cái nhà đó. Thế rồi mình lên đó, mình ở đến tối chiều đó, thì họ đưa mình lên ra bến xe, đi xe đò, đi về Bà Rịa, chợ mới Bà Rịa. Thì đến chợ mới Bà Rịa xong thì họ mới dắt tôi đi, thì thực sự mà nói là họ nói mày cứ đi bình thường như là người địa phương, vì tướng của mày, da của mày đen, thực sự da của tôi đen như thế này, mày đen như thế này nó tưởng mày là dân đánh cá, mày đừng có lo, mày cái mặt mày mà tỏ vẻ lo sợ là nó tụi nó công an nó phát hiện ra thì khổ cho mày. À, thế là tôi cứ đi tỉnh bơ thế thôi. À, đi đến nơi thì đến chiều sập tối rồi, thì họ đưa xuống ở một cái nhà đó, đến nửa đêm là bắt đầu đi. Thì cái chuyến đó đi thì sau này tôi hiểu đó là một cái tập đoàn đánh cá, ghe chài, nhưng mà chín nó chỉ ở ven biển thôi. Thì một tập đoàn như vậy nó đi một lần như vậy là 6 chiếc, thì cứ mỗi một chiếc thì họ dìm vào đó khoảng độ 10 người, rồi nước, rồi dầu, rồi thức ăn, thức uống, gạo thóc gì đó vân vân, họ chia ra. Thế thì đi từ trong cái Bà Rịa mà đi ra ngoài cửa sông thì nó trải qua độ ba bốn cái trạm mà gác của công an ở dọc theo bờ sông ấy. Thì cứ mỗi trạm ghé vô ấy, là tôi thấy là họ đều có cho tiền hoặc là cho một cây thuốc lá hay là cái gì đó. À, nói chung là có đút lót cho những người ở đó. Thì khi mà ra đến cửa Vũng Tàu rồi thì lúc đó cũng khoảng độ 5-6 giờ sáng. Tức là mình đi khoảng độ 2-3 giờ đêm là mình đi, nhưng mà đi ra đến cửa Vũng Tàu rồi thì tôi nhớ lúc đó trời đã sáng rồi. À, thì 5 chiếc kia mới tụ vào cái chiếc tàu mà tôi đang ở trên đó. Thế là họ mới chuyển người sang. Ban đầu tôi bảo ủa sao có ít người thế này, nhưng mà thực sự là sau khi họ chuyển sang thì nguyên một cái ghe ghe đánh cá mà nó cũng là ghe đi biển, thế nhưng mà tôi nghĩ là nó chỉ là đánh cá ven bờ thôi, chứ nó không phải là đánh cá xa. Tôi nghĩ nó độ chừng 10 15 16 thước gì đó thôi. Thì khoảng 60 người dồn vào dưới, chui xuống dưới cái hầm, rồi họ đổ nước, đổ dầu, đổ này kia sang. Thì sau đó họ nói thôi đi may mắn. Thế là một chiếc tách đi, còn 5 chiếc kia tiếp tục đi đánh cá. Thì ngày đầu tiên thì tôi thấy tôi khỏe, trẻ khỏe, người da đen. Họ nói thôi mày xuống dưới hầm máy, mày mày hễ cứ nước vô đến đâu mày tát ra đến đó. Vì nước dù là có gì đi chăng nữa nhưng mà nó cũng hơi rò rỉ vào đó một chút xíu. À, thế là tôi cứ có trách nhiệm là tát nước thì ở dưới cái hầm của cái máy máy một block ở dưới đó. Thế thì một ngày hôm sau đi rất êm, không có gì cả, cứ đi đi mãi đến tối khuya ngày đầu tiên đó, thì tôi ở dưới cái hầm máy thì nó cái mùi mà dầu 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 cặn với lại cái tiếng máy nó làm cho mình cũng hơi khó chịu. Rồi tất cả những cái gì mà nó ở trên này người ta nôn mửa ra nó đều chảy xuống cái đống đó, thành ra mình cứ ngồi mình tát. Thế là tôi mới nói thôi cho tôi lên, tôi lúc đó mọi người hầu như đang nằm ngủ, chỉ có mấy anh đang ngồi ở phía trên. Tôi nói cho tôi lên tôi thở chút chứ dưới này ngộp quá.
À, thế lên tôi mới ngồi tôi hỏi 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 chuyện thì cái anh mà cầm lái tài công đó, anh là trung úy mà anh là thuộc lính văn phòng. Hồi nào giờ anh cũng chẳng có cầm lái bao giờ cả, chỉ cũng mới mới biết đây thôi. Thế còn một anh nữa cũng gọi là cũng là một anh tài công, hai anh tài công thì một anh là trung úy, một anh đại úy bộ binh. À, tôi nghĩ anh chỉ có đọc được la bàn thôi chứ anh cũng chẳng biết lái tàu đâu. Thế nhưng cái thời gian mà tôi 5 năm mà tôi làm việc ở ngoài duyên hải là cái thời gian đó tụi tôi di chuyển đều tất cả đều bằng xuồng, bằng ghe. À, thành ra tôi biết 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 đi trong sông tôi có thể tôi điều khiển được cái ghe. À, thế tôi nói anh ơi, em biết lái tàu, nếu mà khuya mà anh có mệt anh kêu em lên em cầm cầm lái cho. Thế là ông nói ok. Thế là một lát hồi ông kêu thôi mày lên đi, mày 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 cầm giùm cho tao, tao ngủ tí. Thế là tôi cầm cho đến sáng. Thấy êm, mọi việc êm. Thế là từ đó họ cho tôi ở trên phía trên luôn. À, ở phía trên thì nó được cái đặc điểm là thí dụ như lúc đó cái ngày đầu, ngày thứ hai nó còn có cà phê pha cho uống rồi có nấu cơm, nấu kiết cho ăn thì nó cũng tương đối được đỡ hơn là mấy người ở dưới cái hầm. Nhưng mà lúc đó đi vẫn cứ đi. À, nhưng mà thực sự là đến ngày thứ ba thì mới là kinh hoàng. Kinh hoàng cái chỗ là ngày hôm đó mình gặp một cái cơn bão khủng khiếp. À, tôi đứng mà lúc đó là tôi đang điều khiển cái tàu, thì tôi biết là mà hai ông kia không thể nào biết điều khiển cái tàu. Mà khi mà mình ở ngoài duyên hải đó, mỗi một lần mà cái tàu thống nhất, tức là cái tàu mà nó đi từ ngoài Hải Phòng vào trong Sài Gòn đó, nó đi ngang thì cái sóng nó đánh là mấy cái ghe, mấy cái xuồng là cứ nhấp nhô này. Thì mình biết là mình phải cưỡi sóng chứ mình không, thế mà sóng nó đánh như thế này mà mình không cưỡi lên trên nó mình đi đó thì nó sẽ lật úp cái tàu. Thì tôi nhìn tôi nghĩ cái cột nước nó cũng phải đến 5 mét. Vì cái ghe của mình nó đưa lên cao thế này, nó lại đẩy xuống thấp, đưa lên cao đẩy xuống thấp. Và mình nghĩ rằng là nếu mình để mà ông này ông đang cầm lái mà mình không nhảy vào ấy, thì mình sẽ rất là nguy hiểm vì họ không có kinh nghiệm. Họ không có kinh nghiệm đi đường biển. Thế là tôi nói anh để em cầm cho em biết lái tàu. Ok. Thế là tôi cứ hễ mà sóng nó lên cao này là tôi đẩy cái mũi thẳng vào sóng thì nó đưa mình lên, nó ấn mình xuống đưa lên nghiệm. Bất kể mưa tầm tã. À, thì từ sáng cho đến khoảng chiều thì tự nhiên là cái cơn bão nó đi qua rồi thì lúc đó đến đến đêm về mặt biển lại êm lại như không. Thì mình có thể hiểu rằng là cái mặt biển nó lúc mà nó nổi cơn thịnh nộ lên thì rất là kinh hoàng, nhưng mà sau đó khi mà gió nó êm lại thì cái mặt biển nó như một cái mặt hồ rất là êm. Chỉ có cái điều ấy là khi mình nhìn xuống dưới dưới nước biển thì nó không có xanh đâu mà nó đen, rất là đen. À, rất là đen. À, thì ai đó lúc đó mình nghĩ ai đó cứ mơ mộng nói là biển là xanh là đẹp thế này thế nọ, nhưng mình lúc đó mình nhìn thấy biển chỉ có một màu đen. Và cái tầm nhìn của mình lúc đó mình không thấy một cái gì ngoài cái chân trời. À, chim họ nói rằng là những người đi trước viết thư về bảo rằng là hễ mà thấy có chim là có đất liền. Mình cũng chẳng thấy con chim nào. À, con chim 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 Hải Âu không thấy một con nào. Mà đến ngày thứ ba sau khi cơn bão rồi thì đến tối ngày thứ ba đó là coi như êm thì cứ thế là chạy. Chạy thì thỉnh thoảng cái máy nó gục gặc cái nó im thì là kêu một anh xuống anh lại nói để cho nó nguội một chút, thì cái thời gian mà mình vượt lên rồi cái thời gian mà sóng nó trôi đi thì chả biết đường đâu, lúc đó mình cũng chẳng biết mình đang ở đâu vì mình định hướng bằng cái gì, bằng một cái địa bàn, tức là bây giờ nếu ai có mà cái smartphone đều đều có cái địa bàn compass cái nhỏ nhỏ đó chứ nó không phải là một cái hải bàn là cái để mà đi biển. À, định hướng bằng cách gì, những người đi trước người ta bảo đi ra ngày đầu tiên thì đi hướng 180 độ đông, cứ thế mà đâm đâm cho đến ngày thứ hai thì chuyển qua 180 độ nam, thí dụ đại khái
và họ tránh, họ chỉ để mà tránh cái vấn đề của hải tặc Thái Lan. Chứ còn ngoài ra nó chẳng có ai biết đâu đâu mà mò, mà đi thì nhìn mình ra biển, mình nhìn đâu có lúc đó hết bờ hết bến rồi. Sang đến tối ngày thứ tư á, thì tôi đang cầm lái thế này, mấy anh đang ngủ, tôi cầm lái này, tôi thấy có một cái đốm như là một cái chân nhang, đốm sáng. Thì tôi thấy lạ, tôi bảo quái vậy, đi đêm, trong đêm nó đen tối như mờ mịt, lúc đó lửa trên tàu cũng, trên ghe cũng hết rồi, không còn lửa nữa, chả có gì cả. Thế là tôi mới kêu mấy ông kia, mấy anh thức dậy. Anh kia, đây vì cái hướng mình đang đi đây, thì tôi nhìn cái mé bên kia, tôi bảo anh ơi có cái đốm gì nó sáng sáng đằng kia. Thì mấy ông nhìn, nói bây giờ mấy anh tính đi, một là mình tỉa mình đâm vào cái hướng đó coi nó ra là cái gì, chứ bây giờ mình đi cái hướng này tôi thấy đen tối không có một cái gì cả. Thế thì mấy ông bàn tới bàn lui rồi kèm theo với lại cái người chủ ghe, em nói ừ thôi bây giờ mày cứ nhắm cái hướng đó mày tiến. Thì tôi càng nhắm cái hướng đó mình càng đi, may mắn là con tàu nó vẫn cứ đi, dù nó chậm nhưng mà nó vẫn cứ đi. Đi về cái hướng đó một hồi thì mình thấy nó cái đốm đó nó càng ngày nó càng to lên và nó lập lòe. Tôi cũng chưa biết nó là cái gì. Thế là cứ điệp tiếp tục đi cho đến khoảng 3 4 giờ sáng thì lúc đó mình đến đến cũng gần gần rồi, mình thấy nó là lửa. Và càng đến gần hơn nữa thì mình thấy nó một cả một cái giàn khoan rất là to. Và không phải chỉ có một đốm mà bây giờ nó mình thấy là ba bốn cái đốm lửa, mà khi mà họ khoan xuống dưới rồi cái khí đốt ở dưới nó lên thì họ đốt cái khí đó. À, thì đó là cái giàn khoan dầu hỏa. Thế là anh chủ ghe với lại hai người tài công kia không biết họ có một cái súng để mà bắn cái pháo hiệu lên ấy. Thế là họ đứng, mình cũng chưa chưa dám cập vào đó, mình bắn pháo hiệu lên. Thì may quá là có một cái, mình nhìn thấy mờ mờ bên kia có một cái tàu rất là to. À, thế thì bắn pháo hiệu lên đấy là hai ba cái, thì lúc đó ở trên ghe kia, trên cái tàu to đó nó mới rọi cái đèn pha xuống cái ghe của mình. Thì lúc đó mới là ới 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 lên, mới là Vietnamese, Vietnamese. À, thì họ mới cho mình cập vào cái sườn tàu. Ok, thì cũng nói lên nói xuống, mà trên này nói dưới kia nói, mà nói bằng tiếng Anh. Thì may có một ông nói, ông ngày xưa ông là thông dịch viên cho quân đội. À, thì với lại có một mình ông đó, thì tôi mới nói là tôi biết tiếng Anh. À, cho tôi lên nói chuyện với họ luôn. Thế thì là họ mới thả cái xăng dây xuống, thì chủ ghe rồi cái ông đó với tôi, ba người leo lên. Ba người leo lên thì mình nói chuyện, mình nói là mình là người đi tị nạn, refugee. À, thế thì họ mới nói bây giờ họ chưa thể cho mình lên được, mà phải đợi để họ liên lạc với lại cao ủy tị nạn ở Hồng Kông đã. À, mình lúc đó mình cũng chẳng biết là cái địa điểm đó nó là thuộc về lãnh địa của quốc gia nào nữa. À, mình chỉ biết là cái tàu lớn đó là cái tàu của Nhật, vì cái người nói chuyện là người Nhật. À, thì họ cũng phải một tiếng đồng hồ sau, à, họ mới nói rằng là ok cao ủy tị nạn họ họ đã ok, à, để cho nhận lên. Thì họ mới thả hai ba cái xăng dây khác xuống nữa. Lúc đó tôi đứng và ghé về, tôi nhìn xuống dưới này, tôi thấy chiếc ghe của mình nó như chiếc lá. Chiếc lá chỉ là một cái rất nhỏ, cái ghe của mình lúc mình nhìn nó rất là nhỏ, nó không lớn như mình nghĩ mà nó nhỏ lắm. Bởi khi mình đứng ở trên cao này mình nhìn xuống nó nhấp nhô. Mình nghĩ bụng bây giờ nó có bắt mình xuống trở lại chắc mình phải tìm cách mình trốn ở trên này luôn, chứ mình không dám xuống nữa. Lúc đó mình nhìn mình mới hãi hùng. Những lúc mà những ngày trước đó ở trên tàu, hoàn toàn lúc đó trong cái đầu của mình chỉ nghĩ rằng là một sống hai chết, tất cả đều là số mệnh. Nhưng khi mình lên được cái tàu lớn rồi, mình nhìn xuống cái ghe của mình á, thì mình thấy là mình thấy kinh hoàng. May mắn nên như thế. Thế thì khi họ cho lên rồi thì ở trên cái ghe đó, trên cái tàu đó khoảng độ một tuần lễ, vì họ nói họ còn đang làm cái research, nghiên cứu gì đó. À, phải một tuần lễ sau họ mới rời cái điểm đó.
Thế là một tuần lễ sau họ đưa chúng tôi vào đảo Bi Đông ở Mã Lai. Thì vào đảo Bi Đông ở Mã Lai, trên trên ghe trên tàu thì không say sóng, nhưng mà bước lên trên đất thì lại say đất. Lúc đó người đi cứ lảo đảo thế này, mà họ lại đến khoảng độ 6-7 giờ chiều rồi đến lên làm thủ tục này cái nọ, về đến cái chòi mà mình được chỉ định ở cũng khoảng 9-10 giờ đêm. May là họ cho vài mọi cái gói mì gói nấu lên ăn, chứ không thì cũng đói. Thì ở trên đảo khoảng độ 3 tháng, thì họ làm thủ tục xong, họ đưa vào cái trại chuyển tiếp ở Sangay BC. Sangay BC thì nó nằm gần ngay cái thủ đô Kuala Lumpur của Mã Lai. Thì ở ở đó tôi ở đó khoảng độ 9 tháng. Đâu, xin lỗi, tôi ở đó khoảng 6 tháng. Thì trong thời gian ở Sangay BC thì được phái đoàn, các phái đoàn các nước họ phỏng vấn, rồi phái đoàn của Mỹ, INS nó phỏng vấn. Thì sở di trú phỏng vấn thì cái ông mà phỏng vấn là một ông đại tá thủy quân lục chiến. Ông là trước đây ông làm đại tá thủy quân lục chiến, từng tham chiến ở Việt Nam. Ông nói tiếng Việt rất rành, vợ ông là người Việt Nam. Thế nhưng ông không bao giờ nói tiếng Việt trong lúc phỏng vấn. Thì cái anh thông dịch viên đó là anh nói, anh ngồi anh nói chuyện thì cái nào mà tôi trả lời được thì lúc đó tôi trả lời bằng tiếng Anh với ông luôn, còn cái nào mà hơi hơi rắc rối quá thì tôi mới nhờ ông thông dịch viên, vì tôi nghĩ rằng là ông thông dịch viên thì chắc ông cũng hơn mình một chút thôi. Thì thú thật là trước năm 75 tôi học ở Hội Việt Mỹ, tôi học lên đến lớp 12 ở Hội Việt Mỹ, tức là hết bậc 4 ở Hội Việt Mỹ, chỉ có đi thi cái bằng proficiency là giống như là mình cái bằng ABC gì đó bây giờ. Thế thì mình cố mình trả lời và mình nói rằng là ông hỏi tại sao mày rời Việt Nam, thì tôi mới kể ra, tôi nói tôi là học sinh nhưng mà tôi không được đi thi đi học, bị đánh rớt rồi bị đi lao động vân vân, rồi gia đình tôi bị phân biệt đối xử, thành ra tôi không thể sống ở Việt Nam được. Thì cuối cùng may mắn là tôi được ông chờ cái sau đợt cái phỏng vấn đó thì tôi được chấp nhận đi Mỹ. Ông anh tôi, vì có ông anh đã ở đây rồi, thì sau đó qua bên trại Bataan ở 4 tháng, trước khi mà đến 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 Cali. Nói chung là hành trình từ lúc rời Việt Nam cho đến lúc đặt chân lên nước Mỹ là 13 tháng, sống ở hai trại, ba trại tị nạn khác nhau, hai trại ở Mã Lai và một trại ở Philippines. Trong thời gian ở Mã Lai, ở đảo Bi Đông thì tôi, vì mình có chút vốn tiếng Anh, thành ra tất cả mọi người thanh niên trong độ tuổi thanh niên thì đều phải tham gia trong trong trại. Thì lúc đó tôi tham gia, tôi là giáo viên dạy tiếng Anh ở bên phòng giáo dục. Qua đến Sangay BC thì tôi cũng giáo viên dạy tiếng Anh, đồng thời họ tuyển, họ cho tôi đi huấn luyện để mà học cái lớp gọi là hướng dẫn đời sống mới ở nước Mỹ, nước Canada. Thành ra tôi cũng đi học cái đó, rồi sau đó tôi cũng đứng lớp nó gọi là cultural orientation, tức là hướng dẫn về đời sống văn hóa của cái nước thứ ba mà mình sắp sửa định cư. Thì tôi cũng dạy ở đó. Sang đến bên Philippines thì tôi vừa tiếp tục làm cái lớp mà hướng dẫn về văn hóa, đồng thời tôi làm thông dịch viên cho một cái ông người chuyên gia về tâm lý. Ông chuyên môn giúp những người tị nạn mà có bị khủng hoảng về tinh thần trong cái chuyến đi, trong thời gian rời Việt Nam đi vượt biên, có những cái khủng hoảng về cá nhân họ, mà đa phần là những người phụ nữ. Thành ra tôi cũng giúp trong vấn đề làm thông dịch viên ở bên Philippines. Thì đó là cái mà thời gian mà tôi ở đi vượt biên. Thế thì tôi nghĩ rằng là tôi là một người may mắn. May mắn từ cái lúc đầu tiên, cái cơ duyên mà tôi được đi vượt biên nó đã là một cái sự may mắn. Bởi vì như tôi đã trình bày, tôi nói rằng là gia đình tôi không có khả năng để mà lo cho tôi đi,
cơm gạo ăn hàng ngày còn lo từng bữa, thế thì làm gì có tiền có vàng mà đóng để cho tôi đi vượt biên. Kể cả khi anh tôi đi cũng là do một cái sự duyên rất là tình cờ, chứ thực sự gia đình không có tiền để mà lo lót. Thế thì cái chuyến đi của tôi được đến bến bờ tự do, yên ổn, chuyến tàu đi không bị hải tặc cướp bóc, không gặp những cái, chỉ trừ cái ngày thứ ba sóng gió, tưởng như đắm thuyền đắm 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 cái ghe rồi, thế nhưng mà sau đó thì mọi việc đều êm xuôi. Thì tôi nghĩ rằng là đối với tôi thì thứ nhất là cái đức tin rằng là mình sẽ được may mắn để mà sống sót, và cái thứ hai thì có thể rằng là có những cái điều may mắn mà mình nói về tâm linh thì mình có thể dựa vào cái mình có thể nói là phúc đức gia đình, ông bà tổ tiên để giúp cho mình có một cái cơ hội để mình vừa vượt thoát. Thế còn về cái thời gian mà ở Bi Đông thì lúc đó cái đảo Bi Đông tôi nhớ là nó đã có từ năm 79, 78, 79, từ lúc bắt đầu đó cho đến bây giờ, đến thời gian tôi đến là tháng 11 năm 82, thì nó cũng là những cái căn chòi, những cái nhà họ được làm một cách rất là sơ sài. Nói chung là mình sống tạm ở đó thôi, nhưng mà tình trạng vệ sinh thì cũng là tương đối, bởi vì trong trong trại tị nạn thì mỗi một người đều có làm một cái trách nhiệm, có một cái bổn phận, nếu không làm cái này thì làm cái khác, không phục vụ trong ban này thì phục vụ trong ban khác. Thì đối với tôi thời gian đó tôi chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là mình đã may mắn được thoát khỏi đất nước của mình, đến được bến bờ tự do. Thì bây giờ cái thời gian này là cái thời gian để mà mình dưỡng tâm, mình suy nghĩ đến cái tương lai, còn những cái chuyện mà khổ cực trước mắt đều chỉ là những cái chuyện tạm thời. Thí dụ như là ăn uống thì họ ở Bi Đông thì họ phát cho một tuần lễ là gạo, rồi một hai bó rau muống, rồi vài con khô, cá khô vân vân, rồi họ cái hột hột đậu nành. Nói chung là những cái gì họ cho cái gì thì mình ăn cái đó, chứ còn bản thân mình không có được sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Suốt cả một thời gian 13 tháng ở trại tị nạn, anh tôi ở bên Mỹ chỉ có gửi cho tôi đúng 100 đô la. Và trong bức thư gửi đó thì nói rằng là mừng em đến nơi. Đây là 100 đô la anh gửi cho em để mà giữ, để mà tiêu xài. Và cũng là 100 đô la chót, bởi vì anh sẽ không gửi nữa. Đến khi nào em đến Mỹ rồi em mới hiểu tại sao anh không gửi. Tôi thì tôi nghĩ rằng là ông anh mình cũng đã giúp cho mình đi rồi, cũng trả tiền là cho cái chuyến đi của mình rồi, thành ra tôi cũng không dám há miệng để mà xin. May là trong cái nhóm mà mình sống chung với họ trong một căn 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 cái lều, một cái nhà như thế đấy, thì là trong cái chuyến ghe đi thì nó có mấy người mà mình ở chung lại với nhau, thanh niên độc thân ở chung lại với nhau, thì anh em cũng chia sẻ qua lại với nhau, những người nào có thì họ cũng giúp cho mình. Nhưng mà như tôi nói rằng là đó chỉ là cái tạm thời, thành ra mình cũng cố gắng, và dù gì đi chăng nữa thì nó cũng hơn những cái khó khăn mà mình đã từng trải qua ở Việt Nam thời gian đó, thành ra đối với tôi không thành vấn đề. Thì còn vấn đề phục vụ thì đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là mình biết tiếng Anh thì những người nào không biết tiếng Anh thì mình giúp. Tôi đã từng rất nhiều người nhờ tôi viết đơn. Thí dụ có những người ở trên đảo hoặc là ở trong trại chuyển tiếp đã khoảng 4-5 năm mà vẫn chưa được phái đoàn nào chấp nhận cả, phỏng vấn bao nhiêu lần đều rớt cả. Thế thì họ mới nhờ mình viết những cái đơn gửi cho cao ủy tị nạn hoặc gửi cho phái đoàn này phái đoàn kia. Thì tiếng Anh của mình nói chung là cũng cũng lõm bõm, cũng ok, thành ra mình biết cứ biết như thế. Thành ra ở bên ngay bên trại tị nạn người ta gọi tôi là thầy rồi. Thành ra cứ teacher teacher đi đến đâu họ cũng gọi mình thế.
Thành ra mình cũng 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 ok rồi, khi mình giúp cho họ thì họ cũng có thể họ mời mình một ly cà phê hoặc là họ mời mình một bữa ăn ở nhà họ nấu thì mình cũng ok, mình sẵn sàng, bởi lúc đó mình cũng đói. À, nhưng mà thực tế là mình chỉ có giúp chứ còn mình không có đòi hỏi thù lao hay gì cả. Vâng. Thì đó là cái thời gian mà bên trại tị nạn của tôi. Tôi cái nghị lực mà giúp thúc đẩy cho tôi trở lại trường học đó, nó xuất phát từ những năm mà tôi đi học trung học. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để mà cố gắng để mà hy vọng có được một cái học bổng đi học nước ngoài. Ở Việt Nam từ lớp 6 trở lên thì mình học sinh ngữ chính là tiếng Anh, sinh ngữ phụ là tiếng Pháp. Từ năm lớp 9 trở đi thì tôi còn đến học tại Trung tâm Văn hóa Đức, tức là tiếng Đức. Vì tôi nghĩ rằng là mình cố gắng mình học, mình phải là con ông cháu cha thì khó mà được đi du học lắm. Mà nếu mà mình cố gắng mình học, mình biết tiếng thì dù bây giờ mình đi học, du học bên Tây Đức, bên Canada, bên Pháp hay bên Úc đều mình có thể mình đến mình hòa hợp được nếu mình biết cái ngôn ngữ. Thành ra ngay từ thời đi học là tôi đã học cố gắng chuyên tâm học và cái mục đích của tôi lúc đó là cố gắng học để mà được đi nước ngoài du học. Cái năm 75, đầu năm 75 khoảng tháng Giêng ấy, là tôi thi ở cái Hội Việt Mỹ, tôi thi cái lớp gọi là thi lấy cái bằng Proficiency. Thì cái đó nó qua hai giai đoạn, một giai đoạn là thi viết thì tôi đã được pass rồi, được qua rồi. Nhưng mà mình chỉ dở cái là cái việc học của mình cái thời gian đó, là mình cái vấn đề nghe và nói của mình nó rất 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 dở. Thành ra cái mà listening comprehension đó là khi mình vô họ cho mình nghe rồi mình trả lời đó, mình đâm ra mình bị mù tịt. Thế là tôi bị rớt. Chứ nếu không thì đầu năm 75 tôi được đi sang bên đây học ở trường trung học ở bên Mỹ này 1 năm. Nhưng mà tôi rớt cái đó. Thành ra tôi cũng 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 vì đó mà tôi càng cố tôi học thêm. Khi mình đặt chân đến đất Mỹ rồi thì tâm niệm của tôi là bắt buộc phải quay lại đi học. Bởi vì ở Việt Nam thời gian mình còn làm thanh niên, học sinh trung học, cái ước mơ của mình là được đi du học. Thế thì tại sao mình bây giờ mình đã sống ở cái nước ngoài rồi, sống ở đất Mỹ rồi mình lại không đi học? Thì tôi cũng tìm hiểu, tôi đến đây khoảng tháng 11 năm 83 thì đến tháng Giêng năm 84 là tôi vào cái trường một cái trung tâm nó dạy để mà cho học trò lấy cái bằng tương đương trung học GED, tức là cái bằng tương đương trung học. Thì thực sự là tôi chỉ học có 6 tháng. Đến tháng 6 năm 84 là tôi được Santa Ana College họ cấp cho tôi cái bằng tương đương trung học. Và cái việc mà tôi học là tôi chỉ học lịch sử nước Mỹ và cái political science, tức là về cái hệ thống chính trị của Mỹ thôi. Chứ còn ngoài ra toán, anh văn, khoa học, tất cả mọi thứ tôi đều chỉ có thi và họ cho mình pass luôn, mình khỏi phải học. Chỉ có học lịch sử Mỹ, cái lớp về hệ thống chính trị xã hội của Mỹ và những cái lớp về 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 nghe nhìn thế thôi. Nhưng lúc đó đến tháng 6 năm 84 thì tôi vẫn chưa là thường trú nhân. Khi muốn vào trường Community College ở đây đó thì phải là có thẻ xanh thường trú nhân thì họ mới cho mình ở vào học free. Thì tôi phải đợi đến tháng Giêng năm 85. Tức là tôi đến đây khoảng tháng cuối tháng 11 năm 83 thì đến tháng Giêng năm 85 lúc đó tôi đã có cái thẻ thường trú nhân. Thì tôi vào học Santa Ana College, học ở đó khoảng 5 semester, tức là 2 năm rưỡi. Thì tôi được tôi xin transfer và được cái trường đại học UCI chấp nhận. Rồi tôi học, tôi lấy cái bằng bachelor ở đó về computer science. Nhưng mà cái năm 89 khi tôi ra trường là cái năm mà tất cả những cái ngành của hầu như những người học về computer science ra trường lúc đó
đa phần là làm cho những công ty mà có hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Thế nhưng cái thời gian đó những cái hợp đồng với Bộ Quốc phòng nó lại ít, thành ra đi xin việc tới tấp mà không có chỗ nào họ nhận. À, hoặc là họ chỉ nói rằng là trong thời gian này họ chưa cần. Thế thì mình lúc đó cũng rối, thành ra mình cũng muốn rằng là phải đi làm ngay để có tiền, vì gia đình mình còn ở Việt Nam, gia đình lúc đó ông bố tôi và mấy em tôi vẫn vẫn còn ở Việt Nam để mà giúp đỡ cho gia đình. Thì tôi mới xem báo thì tôi thấy ở trường ở khu học chánh Los Angeles Unified School District họ đang cần giáo viên dạy toán và dạy về computer. Thế là tôi apply vào thì họ interview xong họ nói ok. Thế là một tuần lễ sau họ cho tôi đi training, và trong vòng 2 tháng mùa hè tôi ra trường khoảng tháng 6 thì đến đầu tháng 9 tôi bắt đầu đi dạy. Tức là họ đào tạo mình cấp tốc. À, dù mình chưa có bằng sư phạm nhưng mà họ nói họ sẽ cho mình đi học sư phạm. À, nhưng mà trước mắt họ cần giáo viên quá. Thế mình vô mình dạy, dạy thì mình lúc đó mình chỉ có thời gian đó chả có kinh nghiệm dạy học gì cả, chỉ có bên trại tị nạn thì mình dạy cho người lớn, đa phần là người lớn, ESL cho người lớn. Thế thì bây giờ gặp cái trường Junior 2, tức là học trò khoảng lớp 7, lớp 8, lớp 9. Hồi nào giờ mình đâu có đi học trường trung học của Mỹ, mình chả biết cái hiểu cái gì cả. Thế là vô thì cũng có đứa nó phá, có đứa thế này thế nọ. Thì mấy người mà giáo viên ở trong trường đấy họ thấy mình cũng 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 vờ vạng quá. Thành ra họ giúp mình, họ chỉ cho mình cái này, chỉ cho mình cái kia. Nhưng mà mình là người học nhanh, thành ra sau một cái semester đầu tiên, mà may là những lớp tôi dạy về computer đó thì nó chỉ có học một một khóa, một năm nó có 2 khóa, thì học sinh nó chỉ học một khóa rồi rồi nó đi ra. Thành ra sau cái khóa cái semester đầu tiên, cái lục cao nguyệt đầu tiên đến lục cao nguyệt thứ hai là tôi đã hiểu hết cái vấn đề và tất cả mọi việc đều đi vào quy củ từ đó. Thành ra cái việc mà tôi trở lại trường học thì nó nói tóm lại là ước mơ của mình hồi nào giờ, bây giờ mình có điều kiện thì mình làm, mà mình làm mà làm với tất cả một cái sự chân thành chứ không phải là miễn cưỡng. À, vì như cá được thả vào hồ thì tha hồ mà mình bơi 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 đấy. Thế còn dạy học thì sau một thời gian thì tôi cảm thấy rằng là tôi dạy ở Los Angeles 5 năm, thì sau đó tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu mà mình cái giai đoạn để mà mình có thể mình một là mình đi đến cái khu nào có nhiều người Việt Nam. À, thì hy vọng là mình sẽ có một cái ảnh hưởng của mình nó sẽ tốt hơn là cái trường mà tôi dạy trước đơn đầu tiên đó, thì đa phần là học sinh người 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 Mễ và người Armenian, là người thiểu số, còn người Việt Nam rất ít. Thì lúc đó tôi mới xin nhiều chỗ lắm. Thì cuối cùng là tôi chọn là cái học khu Garden Grove, và sau đó di chuyển gia đình từ trên Los Angeles về đây từ năm 94 và dạy cho đến nay là được tổng cộng hết thời gian là khoảng 32 năm. Tôi điều mà tôi nghĩ rằng là học sinh của tôi nó sẽ nhớ. Bây giờ thì tôi không mong muốn nữa mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ nhớ, bởi vì giờ tôi đã về hưu rồi, mới vừa về hưu rồi. Thì tôi nghĩ rằng là hầu như tất cả mọi lớp ngày đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với học trò của cái niên học là tôi luôn nói về bản thân tôi. À, và khi tôi nói về bản thân tôi thì tôi nói rằng là tôi thách thức học trò, tôi nói rằng là bây giờ thầy cho các em về Việt Nam đi học, các em có học được không? Vì học trò tôi lúc đó là không ít, rất có chỉ có một hai đứa Việt Nam thôi, mà hầu như là nó sinh đẻ ở đây. Tụi nó nói no. Hỏi tại sao? Vì nó không biết tiếng Việt Nam. Tôi bảo thế thế thì thầy là người Việt Nam, I'm from Việt Nam. Ok,
Rồi sau đó tôi nói cho tôi là tôi đến Mỹ ngày nào tôi học xong tôi ra trường và tôi đi dạy vân vân. Thì nói chung là tôi ý của tôi là hầu như những đứa học trò nào nó qua lớp của tôi nó đều biết về cái tiểu sử của tôi. À, và tôi nghĩ rằng là cái bài học mà tụi nó học được ở tôi là cái sự cái tinh thần một cái sự tự tin. Tự tin ở cái chỗ ở vào cái năng lực của mình, tự tin vào cái những việc mà mình dự định mình sẽ kiên trì để mình đạt đến. Tự tin ở cái chỗ rằng là mình là người không phải là người Mỹ 100% nhưng mình vẫn sống được và mình vẫn có thể đóng góp được cho cái đất nước này. Thì cái tấm gương mà đi từ số 0 mà lên đến sự thành đạt rồi dĩ nhiên là không phải là con đường đều là bằng phẳng cả mà nó sẽ có những cái trở ngại, nó sẽ có những cái chông gai. Thì cái lòng quyết tâm, cái sự kiên trì nó sẽ giúp cho các em nghĩa là đạt được cái mục đích của mình. Tôi thường hay đầu niên học, ngày đầu tiên sau khi nói chuyện sơ sơ xong thì tôi dắt học trò ra cái sân vận động của nhà trường và tôi nói rằng là ok, bây giờ tất cả mọi em đứng ở đây, khi nào đếm 3 thì các em bắt đầu đi, đứa nào đi thì đi, đứa nào chạy thì chạy, tùy một vòng sân quay trở lại đây. Thì lúc đó có đứa thì những đứa mà nó khỏe thì nó chạy một vòng nhanh để mà nó làm cho xong việc. Có những đứa thì nó đi tà tà, có những đứa thì nó đi nhanh hơn tí. Thì tôi quay video cái đó, sau đó tôi chiếu lại cho học trò tôi nói này. Tất cả chúng ta đều xuất phát từ một cái vạch, từ một cái điểm mà giống như nhau, ngang như nhau. Nhưng có những em sẽ hoàn tất cái chương trình học của năm nay nhanh hơn. Có những em sẽ dành thời gian từ từ để mà đi, để mà hoàn tất cái chương trình học và có những em sẽ đi từ rất là từ từ, rất là chậm rãi, hoặc là không có sức để đi, hoặc là lười không muốn đi mà vì một lý nào do nào đó thầy bắt đi thì phải đi, cứ lê cái đôi chân của mình như thế, nhưng mà dù muốn dù không các em cũng phải hoàn tất cái chương trình học. Thì ý của tôi nghĩ tôi nói rằng là mỗi người có một cái khả năng để tiếp tiếp nhận, tiếp thu kiến thức. Không phải ai cũng đều tiếp nhận như nhau. Mỗi người có một cái sự tiếp thu một cách khác biệt. Thành ra đừng có nghĩ rằng là mình không biết, mình dở cái môn này, mình dở cái môn kia, đặc biệt là môn toán, vì các em đa phần những đứa mà nó dở môn toán thì nó có cái mặc cảm. Và khi nó có mặc cảm nó luôn luôn nghĩ rằng là nó là tôi toán tôi rất dở, thành ra nó không có phấn đấu, nó không có cố gắng nữa. Đó. Thành ra đó là cái bài học đầu tiên mà tôi dạy các em là như thế. Chúng ta cùng xuất phát vào một điểm, đứa nhanh đứa chậm, đứa hoàn tất sớm đứa hoàn tất sau, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải hoàn tất. Thì đó là cái tôi nghĩ là đó là những cái bài học mà học trò nó sẽ nghĩ đến khi mà nó nghĩ đến tôi. Và về những cái giá trị về tinh thần cho đối với cá nhân tôi thì cái niềm vui mà mình được tôi xin xin nói là tôi trong đầu tôi không phải là truyền đạt mà là chia sẻ cái kiến thức của mình đối với học trò, chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình đối với đứa học trò, chia sẻ về cách nhìn sự việc đối với học trò. Thì tôi chỉ có hy vọng là khi tôi nói 10 thì đến cuối ngày học trò nó chỉ còn nhớ 2 hoặc là 3 thôi là tôi đã quá mừng rồi. Thì đó như tôi đã nói rằng là mỗi đứa có một cái cảm nhận khác nhau. Có những đứa mình chỉ mới nói ra một tiếng là nó đã nghe là nó biết ngay lập tức. Còn có những đứa phải giải thích tới, giải thích lui, đưa ra những cái việc khác nhau để mà cuối cùng dẫn nó đến cái điểm mà mình muốn dẫn nó đến.
Thì một cái thứ hai nữa là cái niềm hãnh diện khi mà tôi thấy học sinh của mình tự nhiên đang đi ở trong phố kia, hoặc là đang vừa bước chân vào nhà hàng thì trông thấy có một đứa nó chạy đến nó chào thầy, hello teacher, hello Mr. Nguyễn, là mình mới ngạc nhiên, mình nhìn thấy nó quen quen nhưng mà làm sao mình nhớ được tên ai, mà nó học mình thời gian nào mình cũng không nhớ. Thế đến khi mà nó kể lại rồi, nó bây giờ nó làm gì, nó học mình hồi nào, ra trường hồi nào, vân vân, thì mình nói ồ, có những đứa bây giờ mình đi khám bệnh thì nó là bác sĩ của mình. Thì đó là cái sự mà mình cảm thấy hãnh diện, mình đóng góp một phần vào cái sự nghiệp, vào cái thành công của học trò. Và đặc biệt hơn nữa là khi nó thấy mình, nó còn đến nó chào, có nghĩa rằng là mình cũng có để lại một cái ấn tượng nào đó, một cái sự nào đó để mà đứa học trò nó còn có một cái sự nồng nhiệt đối với mình khi mình gặp lại nó. Còn 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 khi mà mình thấy đứa học trò đó, thì tôi thấy rằng là từ học sinh đó, nó cho tôi một cái là mình nhìn thấy được cái thời mà mình còn đi học, những cái suy nghĩ của mình thời đi học thì bây giờ tự nhiên nó sống lại khi mình nhìn đứa học trò. Hồi đó mình còn nghịch hơn nó, hồi đó mình còn phá hơn nó, hồi đó mình còn lười hơn hơn tụi nó nữa, thế mà bây giờ mình cứ la tụi nó. Thành ra chính bản thân mình cảm thấy rằng là mình phải trau dồi nhiều hơn nữa, bởi vì những đứa học trò, những em, những cháu mà nó có tinh thần tìm hiểu học hỏi, nó luôn luôn hỏi những câu hỏi mà làm cho thầy cô phải suy nghĩ. Và có những lúc mà mình phải nói thôi, cho tôi xin kiếu cái câu này để tôi về tôi tìm hiểu lại xem sao đã. Bây giờ câu trả lời là khoan, từ từ, ngày mai sẽ có câu trả lời. Thì mình hoãn nó lại để về mình tra cứu lại cho nó chính xác trước khi mình trả lời. Bởi vì những đứa đó là những đứa thực sự nó muốn muốn tìm hiểu, thực sự nó muốn học hỏi. Nó làm cho thầy cô như cá nhân tôi đây phải tự mình nâng mình lên, trau dồi cái kiến thức của mình, chứ không phải chỉ có nhiêu đó mà truyền truyền đạt mãi không được, mà mình cũng phải tự mình nâng cao cái kiến thức của mình để mình đáp ứng với nhu cầu của học sinh. Vâng, ngay từ thời tôi còn là sinh viên ở trong trường đó, thì tôi có tham gia vào những cái hoạt động giúp người tị nạn ở trong các trại tị nạn. Có những mùa hè tôi cũng sang bên cái trại tị nạn ở Hồng Kông để mà làm cái công tác thiện nguyện ở bên đó. Thế thì nhưng mà những năm mà 80, 89, 90 trở đi thì cộng đồng quốc tế lúc đó người ta cũng hơi cũng đã chán nản đối với cái việc mà duy trì vấn đề thường nhân. Thành ra họ đã khóa cửa, hầu như khóa cửa hết các cái trại tị nạn ở Đông Nam Á. Thì lúc đó những cái chương trình hoạt động cho người tị nạn nó cũng giảm xuống rất là nhiều. Thì cá nhân mình đây cùng một số bạn hữu thì nghĩ rằng là bây giờ nếu mình không giúp cho người thiện nhân thì có thể nào mình tìm cách để mà mình giúp cho những người nghèo ở Việt Nam, để họ có cuộc sống và họ không phải rời bỏ đất nước để mà ra đi nữa. Thì chúng tôi bắt đầu năm 91 là chúng tôi ngồi xuống với nhau một nhóm anh chị em là học sinh sinh viên cũ của trường UCI, rồi một nhóm các anh chị ở trong cộng đồng này đã ngồi xuống và bàn tán cho mãi cho đến một năm sau, tức là năm 92, chúng tôi thành lập một cái tổ chức phi chính phủ gọi là từ thiện, gọi tên gọi là chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam, tức là Social Assistance Program for Việt Nam, SAVN. Thì trong cái hội đồng quản trị đầu tiên có 5 anh chị, thì tôi là một trong những người đó, và tôi là người tổng thư ký của hội lúc đó. Thì đến sau những năm mà tìm hiểu rồi đi đi về Việt Nam để mà tìm hiểu cái chương trình nào mình sẽ giúp, và trong cái khả năng về tài chính của mình ở đây nữa,
thì chúng tôi nghĩ rằng là mình cái tập trung của mình sẽ vào những đứa trẻ khuyết tật, những đứa trẻ có khuyết tật về tay chân, đặc biệt là về chân. Mình nếu mình có thể giúp phẫu thuật giải quyết cho các cháu để các cháu có thể đi lại được, hoặc ít nhất nếu không tự mình đi lại được thì đi lại bằng với sự trợ giúp của nạng hoặc là của giày nẹp vân vân, thì đó cũng là một cái giúp một cái sự tiến bộ cho cuộc đời của các cháu, thay vì chỉ có nằm một chỗ và có gia đình người ra trong gia đình phải chăm sóc. Rồi những thời gian đó thì những đứa trẻ bị sứt môi, có những đứa rất là tội nghiệp, lý do là nó lớn mà sứt môi rồi nói ngọng vân vân, ăn uống rất là cực khổ. Thành ra tôi đã tìm hiểu và sau đó quyết định tập trung vào cho những đứa trẻ tật nguyền, những cháu bị khuyết tật. Đồng thời thì mình cũng thấy về sau này nữa thì mình cũng thấy rằng là có những cái trường hợp người già bị đục về vấn đề cataract, tức là cái thủy tinh thể, nếu mà mình có thể mình đưa họ vào bệnh viện để họ thay cái thủy tinh thể bằng cái tròng kiếng nhân tạo vào đó, thì có thể là người già người ta sẽ nhìn thấy được con cháu, có thể được sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của người ta sẽ tốt hơn. Thì có những cái chương trình cho giúp cho người trẻ em khuyết tật, rồi những chương trình giúp cho người già, rồi trong đó cũng có một vài cái những cái chương trình giúp cho những người nghèo. Thì đến từ năm 92 cho đến năm 95 thì tôi là tổng thư ký, rồi sau đó từ năm 95 cho đến khi mà tôi nghỉ về hưu từ chức, đó là năm 2016, thì tôi là chủ tịch của cái hội đó. Thì cái mục tiêu của mình vẫn chỉ là tìm một cái cách nào đó để mà mình có thể trợ giúp cho những người thiếu may mắn ở Việt Nam. Đó là cái mục tiêu chính của hội là như thế. Dĩ nhiên là lúc cái năm 92 khi mình đưa ra cái suy nghĩ đó thì các anh biên báo Người Việt cũng có đăng lên, rồi cũng bày tỏ cái ý tưởng như thế, thì dĩ nhiên là có những cái những người trong cộng đồng của mình ở đây, những người Việt Nam với cái sự nghĩa là cá nhân cũng vẫn còn giữ những cái sự căm thù. Thành ra họ nghĩ rằng là giúp cho người cho Việt Nam, tức là giúp cho chính quyền cộng sản, và họ không thể phân biệt được rằng là mình giúp cho những cái trường hợp mà trẻ em khuyết tật thì nó sinh ra nó bị khuyết tật chứ nó có phải là cộng sản đâu. Thì nói chung là có những sự phản kháng ban đầu, nhưng mà về sau này thì cái sự khi mà nhìn rõ được cái việc chúng tôi làm thì cái sự phản kháng đó nó cũng bớt đi rất là nhiều. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là mình chỉ có làm vấn đề từ thiện, và chúng tôi hoàn toàn mỗi người đều có một cái quan điểm về chính trị cá nhân của mình. Nhưng tất cả cái đó là cá nhân. Khi đến hội, chúng ta là những người làm công tác thiện nguyện, và khi đã làm công tác thiện nguyện thì chúng ta giống như là hội chữ thập đỏ, hội Red Cross, khi có chiến tranh xảy ra thì họ giúp cho cả bên này bên kia, bởi vì họ đâu có là kẻ thù của ai, mà chẳng ai là cũng không phải ai là cũng là kẻ thù của cái, những cái tổ chức mà Hồng Thập Tự quốc tế cả. Thành ra khi mình giúp là vấn đề nhân đạo. Đối với đồng bào mình ở Việt Nam thì đó lại là vấn đề tình đồng bào ở trong đó nữa. Người ngoại quốc, người nước ngoài người ta còn giúp cho trẻ em Việt Nam được thì tại sao mình không giúp được? Hội SAVN có một cái chủ trương rất là rõ rệt, tức là tất cả mọi sự trợ giúp đều được trao đến trực tiếp đến người được hưởng thụ cái sự trợ giúp đó. Thí dụ chúng tôi đưa đứa trẻ khuyết tật vào trong bệnh viện để mà được giải phẫu chỉnh hình thì chi phí đi chúng tôi đưa cho gia đình, di chuyển xe cộ, chi phí ăn ở chúng tôi đưa cho gia đình, rồi chi phí bệnh viện chúng tôi chi trực tiếp cho bệnh viện. Dĩ nhiên mình phải nhờ vào cái sự giúp đỡ, sự phối hợp của
chính quyền của từng địa phương một. Thế nhưng cái chính của mình vẫn là trao trực tiếp. À, cái sự đặc biệt nữa là cái sự rõ ràng, minh bạch, chúng tôi đều công bố các cái những ai cho bao nhiêu tiền, Mạnh Thường Quân cho bao nhiêu tiền, vân vân, rồi chi phí cho những cái chương trình như thế nào thế nào. Và đặc biệt nữa là một cái tổ chức từ thiện phi vụ lợi, non-profit, thì cơ quan thuế của liên bang và tiểu bang nó chú ý rất là kỹ. Hàng năm đều phải khai thuế, phải khai rõ ràng cụ thể thu bao nhiêu, chi ở đâu. Và tất cả vấn đề sổ sách tài chính phải rõ ràng. À, bởi vì khi mà họ làm cái audit, họ kiểm tra, kiểm toán đó, mà mình không có trưng bày đầy đủ giấy tờ, thì họ sẽ rút lại cái giấy phép mà về phi vị lợi của mình. Điều mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất trong thời gian hai mươi mấy năm cống hiến, và kể cả cho đến bây giờ, dù tôi không còn giữ chức vụ nhưng mà tôi vẫn là một thành viên, tôi vẫn là một cái người vẫn ủng hộ, thì đó là mấy điểm như sau. Đó là cái cơ hội mà mình được giúp cho những đứa trẻ khuyết tật và những người thiếu may mắn hơn mình. Tôi luôn luôn nghĩ đến những cái trường hợp mà trong thời gian tôi ở Việt Nam, dù mình đã khổ nhưng mà rất nhiều cái trường hợp nó còn khổ hơn mình. Những nhiều gia đình, rất nhiều người, người ta còn khổ sở hơn mình rất là nhiều. À, thế thì khi mà tôi sang được đất này rồi, tôi được sống yên ổn, bình yên về vật chất cũng như về tinh thần, thì lúc đó mình nghĩ rằng là mình phải chia sẻ. Và cái hội Sát Viên đã cho tôi cái cơ hội để mà chia sẻ đó. À, cái hội Sát Viên nó cũng là một cái điểm hội tụ của những người, những anh chị em mà có cái tinh thần, có cái tâm từ thiện. Họ đến với chúng tôi hoàn toàn vì cái tâm từ thiện. Và những ai mà đến để mà rồi sau đó lợi dụng hội để làm chuyện này chuyện kia đó, thì họ đến, họ nhìn thấy cái sinh hoạt của hội và họ nghĩ rằng là họ không có cái cơ hội nào để mà làm khuynh đảo, để mà có cái ý này ý khác. Thành ra cái điểm hội tụ đó, tôi nghĩ cho đến bây giờ nó vẫn còn rất là mạnh, và rất nhiều người đến với hội chỉ vì hội là cái tổ chức Sát Viên, nó vẫn là một cái tổ chức chuyên môn chú ý đến vấn đề từ thiện. Tất cả mọi vấn đề khác chúng tôi không, mỗi người có một cái ý riêng và chúng tôi không quan tâm. Nhưng các anh các chị đến đây với chúng tôi bằng cái tinh thần từ thiện thì chúng tôi sẵn sàng mở cửa để mà đón nhận. Nhưng đến để mà gieo ảnh hưởng, đến để mà chi phối thì chúng tôi không welcome, không chào đón. À, thì cái điều mà tôi tiếc là mình, cái ngân quỹ của mình nó cũng chỉ hạn hẹp, mỗi một năm cũng chỉ độ 200,000-300,000 đô la. Thì nếu mà mình có được chừng vài triệu thì có thể mình sẽ làm khá hơn, nhiều hơn, rộng hơn, to hơn, sẽ giúp được nhiều người hơn. Nhưng mà vì cái ngân quỹ của mình nó cũng chỉ, cái sự đóng góp của mọi người cũng chỉ đến một cái mức độ nào đó thôi. Thành ra nếu mình cái điều đó là cái điều tôi tiếc, bởi vì mình có những cái chương trình nó rất là tốt, nhưng mà vì cái hạn chế về vấn đề tài chính, thành ra mình cũng chỉ, cái số người mà mình giúp nó cũng chỉ có giới hạn. Mình phải nói thẳng luôn rằng là cái xã hội này thì có lúc kinh tế nó lên, có lúc kinh tế nó xuống. Rồi như cái tình hình mà dịch Covid như hiện nay thì vấn đề mà cái sự trợ giúp nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Những năm mà bị khủng hoảng kinh tế, cái vấn đề đóng góp nó cũng giảm xuống rất là nhiều. Hội có những cái nhà bảo trợ là những công ty lớn, thì khi mà những công ty đó họ bị lỗ lã vân vân, thì thay vì họ cho mình vài chục nghìn đô la thì bây giờ họ không thể cho mình được đồng nào cả. Đó. Thì đó là cái, và cái sự đóng góp của kiên trì của rất nhiều người, nhưng mà những cái số đóng góp đó nó chỉ là những số nhỏ. Còn những nhà bảo trợ lớn á, thì nó phải tùy thuộc vào cái công việc làm ăn của họ, thì họ sẽ, mình có những năm mình có rất nhiều tiền, nhưng mà có những năm mình, cái mức độ mà mình nhận được
từ những sự đóng góp nó sẽ không không nhiều như vậy, tùy theo từng tình hình. Vâng, chúng tôi có những cái tổ chức của sinh viên Việt Nam ở các cái trường đại học, hoặc là tổ chức học sinh Việt Nam ở các cái trường trung học. Khi mà chúng tôi có những cái sự việc, sự kiện nào đó cần những người tình nguyện viên, thì chúng tôi đều gửi thông báo đến những nơi đấy, rồi trên mạng Facebook, trên vân vân. Chúng tôi truyền bá kêu gọi thì các em đến để mà góp một bàn tay rất là đông, rất là nhiều. Rồi hàng năm khi mà chúng tôi tổ chức một cái chuyến đi khám bệnh từ thiện ở Việt Nam, thì bố mẹ là bác sĩ, là y sĩ, nha sĩ vân vân, thì đưa con cháu mình đi, đưa con em mình đi để cho nó hiểu về vấn đề. Rồi sinh viên của các trường họ cũng xin tham gia. Thì nói chung là mình cũng tạo được cái điều kiện đó. Hàng năm, thời gian gần đây hàng năm hội sinh viên đều có một vài cái học bổng. Tức là các em sẽ đi tình nguyện ở Việt Nam, rồi sau đó về đây tình nguyện trong vòng 1 tháng, 2 tháng gì đó. Thì các em sẽ được đài thọ tham gia đi Việt Nam miễn phí, ăn ở miễn phí cùng với hội trong thời gian 1 tuần lễ. Thì đó cũng là một cách để mà truyền bá lại cái gieo cái tinh thần đó đi đến khắp nơi. Và những cái điều mà tôi muốn gửi lại cho các thế hệ em cháu, mình gọi bây giờ em thì nó em mình nó lớn hết rồi, nhưng mình chắc thế hệ cháu hoặc con hoặc cháu của mình sau này đấy, thì những điều này tôi vẫn làm đối với học trò của tôi làm với tinh thần là mình là tấm gương để cho tụi nó theo. Nhưng mà cái chính tôi vẫn thường nói với các em là chúng ta phải tự tin vào bản thân của mình. Phải luôn luôn tự tin vào bản thân của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi không thể làm được, mà phải nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng làm được. Thì dù các em có thất bại, nghĩa là mình không đạt được cái việc mà mình muốn làm, thế nhưng mình đã học được cái kinh nghiệm trong thời gian mà mình vươn tới cái mục đích của mình. Mình để rồi sau này mình sẽ làm tốt hơn, khá hơn. Cái điều thứ hai là luôn luôn có cái suy nghĩ độc lập của riêng mình. Luôn luôn mở tai, mở mắt để mà nghe, để mà nhìn, để mà tiếp nhận nhiều ý kiến khác nhau. Để mà nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Nhưng rốt cuộc lại, mình phải có cái suy nghĩ độc lập của cá nhân mình. Sau khi mình đã suy nghĩ, cân nhắc vấn đề từ nhiều góc cạnh, thì mình phải có một cái suy nghĩ của cá nhân mình. Chứ mình không bao giờ để cho người khác bảo mình làm gì mình làm đấy. Thì tôi nói như thế, và tôi cũng đã biểu hiện cho các em qua những cái bài toán. Thì đôi khi mình giải một bài toán thì mình giải cách này xong rồi mình hỏi còn cách giải nào khác hơn. Nếu mà có em nào đó em giải một bằng một cái cách khác hơn, thì lúc đó mình nói ô ok, đây là cách thứ hai, thế còn cách thứ ba không? Thì có nhiều đứa nó nhìn một cái bài toán xong rồi nó không cần tính toán gì cả mà câu trả lời đã có trong đầu của nó. Có những đứa thì phải viết ra, có những đứa thì phải vẽ thế này thế nọ. Thế nhưng mọi góc cạnh đều đi đến một cái quyết định. Vì thế cho nên cái lời mà khuyên thứ ba của tôi, cái thông điệp thứ ba của tôi nghĩ rằng là đừng bao giờ nghĩ rằng là cái điều mình nói, cái điều mình suy nghĩ là đúng mà những người khác là sai. Bởi vì cái đúng của mình có thể là cái sai của người khác, và cái sai của người khác có thể nó lại là cái đúng của mình. Đừng bao giờ để chi phối những cái chuyện đó cả, mà chính bản thân mình phải tự nghĩ rằng là ok, đối với tôi cái chuyện này nó là như thế, đối với anh suy nghĩ cái chuyện này nó không là như thế, thì chúng ta không thể bàn cãi nữa mà chúng ta phải chấp nhận. Đây là một cái sự việc, đây là một cái vấn đề nó rất đơn giản.
chúng ta không cãi nhau ở đây nữa, mà chúng ta phải chấp nhận rằng là tôi với anh không không cùng một cái suy nghĩ, chúng ta cùng nhìn về một vấn đề nhưng mà hai cái suy nghĩ của chúng ta không khác nhau. Và đừng bao giờ mà anh khuyên tôi phải như thế này phải như thế kia, bởi vì rằng là những lời khuyên của anh tôi cảm ơn nhưng mà nó không phù hợp với tôi, thí dụ vậy. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là các em học sinh thì nó dĩ nhiên đầu tiên khi còn nhỏ mình nghe lời bố mẹ, rồi khi mình được tiếp xúc với thầy cô, có thể mình nghe lời thầy cô, có những đứa thì nó biết quân bình giữa lời của cha mẹ và lời của thầy cô, lời của người lớn. Nhưng mà cũng có những đứa ở nhà nếu mà nó thiếu cái sự hướng dẫn của gia đình thì khi nó vào trường học nó sẽ theo cái lời hướng dẫn của thầy cô. Thì mình cứ hướng dẫn thôi chứ còn mình đừng có áp đặt. Thì cá nhân tôi không thể nào mà tôi áp đặt được học trò cả. Và cái cuối cùng mà tôi nghĩ rằng là trong cái vấn đề về làm thầy nghề về giáo dục của tôi đó, là người thầy giáo, thì tôi luôn luôn nói với học trò rằng là các em học không phải là cho bản thân mình, không phải là cho bố mẹ mình, không phải là cho ai cả. Các em học để mà các em có một cái kiến thức, một cái suy nghĩ. Và có những cái mà chúng ta học ngày hôm nay nó là đúng, nhưng mà có thể độ 5 năm sau nó là sai đấy. Và tôi đưa ra những cái thí dụ cho các em, để các em hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai. Và cái điều nữa là chúng ta học không phải là học xong lấy cái bằng là xong. Việc học không bao giờ chấm dứt. Thầy đây còn đi học, thầy đây còn hàng ngày phải học. Thầy đây còn nhìn thấy các em khi các em giảng một cái bài, giải một cái bài toán quá hay mà thầy không nghĩ ra, thầy phải học theo cách đó. Vì thế cho nên chúng ta cứ tiếp tục học đi. Đến già cũng vẫn là học. Đến khi nào mà chết rồi mới hết học thôi. Thì đó là cái những cái mà tôi nghĩ rằng là đối với học những thế hệ sau này, thì về sự học, về sự sống ở đời, thì chúng ta nên có những cái suy nghĩ như thế để mà mình có thể mình không bị thất vọng nhiều, và mình không không trông đợi những cái gì cao xa quá, mà mình phải thực tế để mình sống nó hài hòa. Nếu hôm nay mà chúng tôi được nói chuyện với 10.000 học sinh ở trong nước thì tôi cũng sẽ nói giống như tôi đã nói với học sinh ở đây. Có suy nghĩ độc lập của mình. Nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Có những điều mình nghĩ là đúng nhưng nó chưa chắc đã là đúng. Và học thì sự học, việc học thì không bao giờ chấm dứt cả. Thì nói tóm tắt này nó cũng giống như là học sinh của tôi ở đây cũng thế thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ đối với lại học sinh ở trong nước thì nó còn có thêm một cái điều nữa. Cần phải có một cái suy nghĩ độc lập. Chứ không nên để bị ảnh hưởng, kể cả ảnh hưởng của gia đình, của xã hội. Mà phải có cái suy nghĩ độc lập riêng của mình, tìm cái hướng đi riêng của mình. Về cái việc mà chia sẻ kinh nghiệm của mình, chia sẻ những cái gì mình đã từng trải qua để cho các thế hệ sau noi theo đó, nghe theo đó hoặc là nhìn theo đó, thì tôi, quan điểm của tôi rất là rõ ràng. Tôi có nói với học trò, nói rằng là thầy đã đi qua cái đoạn đường mà từ lúc các em mới bắt đầu vào lớp 1, lớp 2 cho đến khi mà học xong trung học ra trường rồi đi vào trường học đại học vân vân. Nói chung là cái đoạn đường các em đang trải qua thầy đã đi qua rồi. Cái điều mà thầy muốn làm là thầy chỉ có nói rằng là ô, em đi đến, thí dụ mình đi từ điểm A đến điểm B thì đến cái cây số số 18 đó, nó có một cái cục đá rất to ở giữa đường đấy, coi chừng vấp phải nó. Đi đến cây số 35 mới có khi rằng là có một cái ổ gà đó, coi chừng bị thụt vào hố,
gãy chân. Nói chung là những gì mình đã đi qua, mình biết có những cái chỗ nào nó có những cái điểm mà học trò có thể bị sa ngã. Có những cái lúc nào cái suy nghĩ của học trò, của các em cho vấn đề tâm sinh lý nó như thế nào đó, thì mình vạch ra, mình chỉ ra, nhưng mình không áp đặt. Đó là cái mà tôi chia sẻ với lại học trò. Thế thì bây giờ tôi xin nói luôn là cái việc mà truyền giao lại kinh nghiệm sống, truyền giao lại những cái điều mà thực tế đã xảy ra đối với lại cuộc đời của mình, đặc biệt là đối với người Việt Nam chúng ta sống ở nước ngoài, nó rất là quan trọng, nó rất là cần thiết đối với lại những thế hệ về sau. Bởi vì nếu mình không nói ra thì ai nói ra? Nếu mình không chia sẻ những cái chuyện của mình, dù nó có là chuyện cá nhân, dù nó có thể là một cái chuyện riêng tư, nhưng nếu mình không chia sẻ nó thì con cháu mình có lẽ sẽ không biết. Bởi vì sách giáo khoa ở Mỹ này nó đâu có nói về vấn đề thuyền nhân. Nó chỉ có nói rằng là ô, sau 1975, một cái làn sóng boat people, người thuyền nhân rời Việt Nam đi sang đây và đã được định cư tại nước Mỹ từ năm nào, đại khái con số liệu. Nhưng cái tình tiết đi như thế nào, từ trong Sài Gòn đi xuống các cái tỉnh có đầu có cửa, đi ra biển như thế nào, phải tránh công an ra làm sao, phải bao nhiêu những cái khổ nhục, cái đó trong sách giáo khoa nó không kể. Nếu mình không kể thì ai kể? Và nếu mình không kể thì con cháu mình nó đâu có biết, nó đâu có hiểu. Kể cả vấn đề giải thích tại sao con ở chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta lại sống ở Mỹ. Hàng năm đến ngày 30 tháng 4 thì tôi có ghi trong cái trang Facebook của tôi là ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà miền Nam Việt Nam được bị chiếm đóng hoàn toàn bởi miền Bắc Cộng sản. Và đó là lý do tại sao mà tôi có mặt ở nước Mỹ. Tôi ghi như vậy có nghĩa rằng là con tôi, cháu tôi nó sẽ đọc và nó sẽ biết rằng là ồ, lý do mà người Việt Nam sống ở Mỹ, ông nội mình sống ở Mỹ, bố mình sống ở Mỹ là vì cái chuyện đã xảy ra ở Việt Nam cách đây bao nhiêu chục năm rồi. Đó, thì bây giờ mình mới có mặt ở đây. Thì cái chuyện giải thích đó nó rất là quan trọng. Cái kiến thức và cái sự hiểu biết của mình như vậy nó sẽ xóa đi những cái suy nghĩ rất là mù mờ, những cái khái niệm rất là mù mờ. Mà thế hệ trẻ sau này có thể nó đọc sách, nó đọc truyện của những tác giả người Mỹ, thì những cái chuyện, những cái sách đó làm sao mà hiểu bằng những cái chuyện mà của người Việt Nam đã từng sống, từng trải qua những cái kinh nghiệm sống đó được. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc chia sẻ nó là cái việc nên làm và cái việc phải làm, không nên e ngại gì cả. Tôi nghĩ rằng là đã có những cái nỗ lực để mà duy trì cái mình gọi là cái lịch sử, cái gọi là cái lịch sử về truyền khẩu, tức là từ những kinh nghiệm cá nhân của mình rồi mình kể lại qua cái lời kể hoặc là qua những cái bài viết tùy bút, bút ký vân vân, đại khái những cái hồi ký. Thế nhưng mà nó vẫn chưa đủ đâu, bởi vì nó hoàn toàn là có tính chất riêng lẻ, nó không chưa có một cái hệ thống cụ thể. Và nó cũng hiện nay theo tôi nghĩ rằng là những cái nỗ lực để mà duy trì cái lịch sử của người Việt Nam sống tại hải ngoại này, cái lịch sử của thuyền nhân vân vân, nó hoàn toàn để nhen nhúm ở một cái góc độ rất là nhỏ, chứ nó chưa có phải là một cái hệ thống để mà gom hết lại những nỗ lực, nhiều nỗ lực để làm thành một cái gì đó có vẻ có thể gọi là lâu dài hơn, với lại một cái kế hoạch, cái suy tư nó kéo dài có thể là nhiều năm chứ không phải là chỉ có một vài năm. Vì tôi nghĩ rằng là khi nếu mình có một cái cơ hội để mình làm như thế đó thì nó giống như một cái viện bảo tàng
Bây giờ mình nói cái Museum of Tolerance ở Los Angeles chẳng hạn của người Do Thái, thì nó phải phải có một cái sự quan tâm, cái sự gọi là hỗ trợ của rất là nhiều người, và nó sẽ sống còn mãi 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 chứ nó không bao giờ chấm dứt. Thành ra tôi, đối với tôi, việc gìn giữ văn hóa Việt Nam ở Mỹ cũng như là cái những cái lịch sử, lý do tại sao người Việt Nam có mặt ở Mỹ, nó rất là quan trọng, cần phải duy trì.